Câu chuyện Mỗi người một việc. Trong một gia đình hạnh phúc nọ, có anh chị em, họ sống với nhau vui vẻ đầm ấm. Nhưng rồi một hôm họ cãi nhau xem ai làm việc nhiều nhất. Mắt nói, tôi suốt ngày phải nhìn. Tai nói, tôi suốt ngày phải nghe. Mũi nói, còn tôi suốt ngày phải ngửi. Tay nói, tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà. Chân nói, tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy. Và tất cả cùng kêu lên, mồm trắng làm gì, suốt ngày chỉ ăn và uống. Mồm nghe vậy buồn lắm, nó quyết định không ăn, uống gì nữa và bỏ đi nằm im lặng. Hết một ngày, cả nhà ai cũng mệt và buồn. Mắt nói, không biết vì sao tôi mệt, không muốn nhìn nữa. Tai cũng nói, tôi cũng chẳng muốn nghe. Chân uể oải kêu lên, tôi cũng không chạy được nữa rồi. Lúc ấy, mọi người mới sực nhớ, mồm không ăn, mệt lả, đang nằm ngủ, im lặng. Chúng chợt nhớ đến cuộc cãi vã hôm trước. Tất cả cùng nhau đi gọi mồm dậy và mang thức ăn đến. Thôi, cậu ăn đi, cậu uống đi, bọn mình xin lỗi cậu. Bấy giờ mồm mới chịu ăn. Sau khi mồm ăn, uống, tất cả cảm thấy khỏe hẳn lên, tất cả vui vẻ cười đùa. Từ đó trở đi, chúng sống với nhau thân ái và hòa thuận, và ai ai cũng vui vẻ làm việc.